Chương 146. Phản kích lôi đình. Trong tầm nhìn, khu rừng trước mặt bốn người đột nhiên lắc lư mãnh liệt. Phảng phất như có quái vật khổng lồ từ dưới lòng đất chui lên. Mọi người cẩn thận, e rằng ở đây có trận pháp mai phục. Hoàng Vân miễn cưỡng chấn định tâm thần, thế nhưng trong lòng bàn tay lại toát đầy mồ hôi lạnh. Dưới tình huống nguy hiểm không rõ, mọi người đều dựa lưng thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Mặc dù rừng cây vẫn còn lắc lư, thế nhưng bốn người đã dần dần khôi phục tỉnh táo. Rừng cây không hề lắc lư, đây là ảo giác của trận pháp. Ánh mắt Từ Chấp rất nhạy bén, thân là đệ tử nội môn, Hoàng Vân và Từ Chấp đều từng nhiều lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lịch duyệt cũng tương đối nhiều. Trong trận pháp có một nhánh ảo trận, có thể mê hoặc giác quan của sinh linh, tạo thành đủ loại ảo giác. Dù biết rõ điều này, thế nhưng bọn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ đều không nghiên cứu gì về trận pháp. Trong tiểu đội, chỉ có duy nhất một mình Triệu Phong là am hiểu trận pháp. Thế nhưng lúc hắn xung phong thì đã biến mất một cách quỷ dị rồi. Đám tiểu bối kia, khu rừng này chính là nơi các ngươi táng thân. Một thanh âm khàn khàn mơ hồ từ trong rừng cây vang lên. Ngay sau đó, ảo giác rừng cây lắc lư đột nhiên khôi phục bình thường. Đập vào mắt mọi người là một khu rừng yên tĩnh. Mỗi cành cây hay ngọn cỏ đều không hề thay đổi. Tình huống vừa rồi thật ra chỉ là ảo giác mà thôi. Thế nhưng, còn không đợi mọi người kịp thở phào thì từng đạo tơ tử huyết dày đặc chằng chịt đã đan kín cả khu vực rừng cây. Tơ tử huyết này ẩn chứa lực lượng quỷ dị, khiến người khác không rét mà run. Vừa giống như gợn sóng trong mặt nước, lại vừa giống như mạng nhện, bao phủ kín phạm vị trăm trượng. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng xuất hiện từng đạo tơ màu tím nhạt. Thân thể của ta, cả chân lực nữa, Tiêu vẫn cảm giác cơ năng của thân thể dần bị ăn mòn và phá hoại. Ngay cả chân lực trong người cũng bị áp chế. Không tốt, chúng ta lâm vào độc trận rồi. Sắc mặt Từ Chấp đột nhiên đại biến. Thì ra, ảo trận vừa rồi chỉ là để mê hoặc tâm thần. Sát chiêu thực sự chính là độc trận này. Mọi người mau chóng phá vòng vây, thoát ra khỏi khu rừng này. Hoàng Vân hét lớn một tiếng. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng chân lực dày nửa tấc, giống như một đoàn xích diễm liệt phong. Dẫn đầu xông trận, thân hình nhảy vọt lên không trung, ý đồ muốn thoát khỏi trận pháp. Ba người Từ Chấp, Tiêu Vẫn và Lâm Phàm cũng đồng loạt phát động công pháp phàm phẩm. Uy lực tuyệt luân, oành, trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên hiện ra một đoàn gió màu tím nhạt cực lớn. Xoay tròn rồi nổ vang giữa không trung, bộc phát hàn phong mãnh liệt, khiến cho khu vực không trung liền bị cấm chế. Bịch, 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 thân hình của mấy người vừa mới thoát ly được vài thước thì đã bị sức gió cường đại ép rơi xuống. Hàn phong và độc lực bốn phía giống như sóng lớn đánh vào, vĩnh viễn không dừng lại, hết lượt này tới lượt khác ập tới. Tiểu bối vô chi, tiến vào tuyệt phong huyễn độc trận rồi, các ngươi có chạy đằng trời. Trong trận pháp, đột nhiên xuất hiện một người khô gầy mặc áo đen, tiếng cười nhạo âm lãnh có chút tự đắc ý. Người áo đen chậm rãi đi tới, trên người dâng lên một tầng sóng khí màu tím đen đáng sợ, áp bách tinh thần, âm tà từ trên trời ép xuống, khiến cho khí lưu xung quanh đột nhiên đông cứng. Bốn người ở đây liền cảm thấy tâm thần run lên. Tiêu Vẫn có tu vi nội tình khá thấp cho nên sắc mặt liền trở nên tái nhợt, gần như hít thở không thông. Tam trọng thiên thoát phàm cảnh, ngươi là người nào? Sắc mặt Hoàng Vân đột biến, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ lần này có thể từ cấp 2,5 tăng lên cấp 3. Không ngờ lúc này đã trở thành sự thật. Nếu như dưới tình huống bình thường, cho dù đối mặt với tam trọng thiên thoát phàm cảnh đi nữa, với thực lực của tiểu đội bọn họ thì vẫn có thể hoàn toàn chống lại, thậm chí còn có khả năng chiến thắng. Nhưng giờ phút này thân hãm trong tuyệt phong huyễn độc trận, tình huống cực kỳ không ổn. Hình trang chủ, tại sao lại là ngươi? Tiêu Vẫn nghẹn ngào nhìn người khô gầy mặc áo đen, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Cái gì? Hình trang chủ? Đám người Hoàng Vân cũng kinh hô thất sắc. Bọn họ cũng không hề nghi ngờ lời nói của Tiêu Vẫn, bởi vì Tiêu Vẫn xuất thân từ đệ nhất gia tộc ẩn thế, trước kia có chút lui tới với Hình gia trang. Mấy năm trước, Tiêu Vẫn cũng đã từng nhìn thấy bộ dạng của Hình trang chủ. Cho dù lúc này hình thể và khuôn mặt của Hình trang chủ đã thay đổi rất nhiều, dữ tợn xấu xí y hệt cương thi vậy. Đúng vậy, ta chính là Hình Chính. Hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi. Trước đây đã có vài nhóm người táng thân trong Hình gia trang, thực lực của bọn chúng quá yếu, các ngươi là đám người mạnh nhất, cũng sắp trở thành tế phẩm cuối cùng rồi. Hình trang chủ nhe răng cười, gương mặt có chút cứng ngắc, trên mặt đều là màu tím. Hiển nhiên,
Thân thể của hình trang chủ đã không còn là nhân loại bình thường nữa rồi. Hình trang chủ, ngươi dám tu luyện ma công tà đạo. Hôm nay chúng ta sẽ liên thủ giết chết ngươi. Hoàng Vân quát lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh đại đao màu tím nhạt. Đao vung lên kéo theo một luồng đao khí lạnh lẽo. Từng trận gió sắc bén cuốn ra xa mấy trượng. Đại đao trong tay hắn chính là thần binh phàm cấp hạ phẩm. Với thực lực nhị trọng thiên tinh anh của hắn, thậm chí đủ sức để khiêu chiến với tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Keng, phành, hàn quang màu tím lóe lên. Hình trang chủ dùng một chảo chấn Hoàng Vân bay ra xa mấy trượng. Làm sao có thể, khí huyết Hoàng Vân nhộn nhạo. Thiếu chút nữa là thổ huyết. Thanh nguyệt đao trong tay hắn vốn là thần binh phàm cấp. Sắc bén bá đạo, thế nhưng đối phương lại có thể tay không đối chiến. Thậm chí còn đánh hắn thối lui trọng thương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, từ chấp tay cầm tấn nguyệt kiếm, cùng với Tiêu Vẫn, Lâm Phàm liên thủ, công kích cuồng bạo hủy diệt đều rơi lên người hình trang chủ. Phụt phụt phành, sóng khí màu tím đen trên người hình trang chủ uốn lượn như độc xà. Trong lúc đối chiến với công kích của ba người lại không hề bị tổn thương gì. Cho dù là từ chấp tu vi nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, lại có thêm thần binh tấn nguyệt kiếm, nhưng tối đa chỉ lưu lại trên người hình trang chủ một vệt máu thật nhỏ. Thân thể của hắn đã bị thi luyện chi pháp luyện chế qua. Lực phòng ngự rất mạnh, trừ phi đâm trúng chỗ hiểm mới có tác dụng. Sắc mặt từ chấp hoảng sợ, nhìn chằm chằm thân thể của hình trang chủ. Đối phương giống như một hoạt tử nhân, làn da toàn thân không hề có một tia huyết sắc, cứng rắn như sắt, phòng ngự kinh người. Mặc dù lực lượng của độc trận tuyệt phong huyễn độc trận không thể nào diệt sát cường giả thoát phàm cảnh, nhưng lại có thể hao tổn sinh cơ trong người các ngươi. Thậm chí còn hạn chế thực lực kẻ địch. Không quá nửa canh giờ nữa là thực lực của các ngươi sẽ giảm quá nửa. Hình trang chủ cười dữ tợn nói. Vừa nghe vậy, sắc mặt của bốn người liền trở nên khó coi. Lòng nóng như lửa đốt. Thân trong độc trận, thực lực của bọn họ đều bị hạn chế nhất định. Càng kéo dài thời gian thì bọn họ lại càng bất lợi. Thế nhưng thực lực của hình trang chủ quá mức kinh người. Lực phòng ngự vượt xa tam trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường. Cũng may hình trang chủ cũng có chỗ thiếu hụt. Mặc dù tốc độ nhanh, nhưng thân thể đã bị thi luyện, cho nên độc tác cũng không linh hoạt. Bốn người liên thủ vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Dưới tình huống vây công, tạm thời áp chế đối phương. Oành oành, đúng lúc này, rừng cây lại chấn động mãnh liệt, lắc lư dữ dội, khiến tâm thần của bốn người thoáng bối rối. Trong tuyệt phong huyễn độc trận này ẩn chứa ảo trận, có thể quấy nhiễu tâm thần. Trang chủ, trận pháp đã hoàn toàn mở ra, không có chút sơ hở nào. Tuy nhiên vẫn có một tiểu tử may mắn trốn thoát. Hai đạo thân hình áo đen đột nhiên tiến vào trong trận pháp. Sau đó truyền âm, hai đạo thân hình kia, khí tức đều đạt tới nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. So với khí tức cung cấp còn đáng sợ hơn nhiều. Tiểu tử kia muốn trở về Hiểu Nguyệt Tông cũng phải mất mấy ngày. Không cần lo lắng, hai vị phó trang chủ, theo ta bắt giết mấy tên đệ tử nội môn này. Hình trang chủ thét dài một tiếng, thế công càng phát ra hung mãnh. Hình trang chủ và hai vị phó trang chủ hình thành thế trận tam giác. Lại mượn chỗ dựa của trận pháp, bắt đầu vây giết bốn người Hoàng Vân. Ta ngăn cản hình trang chủ, các ngươi nghĩ cách tiêu diệt hai tên phó trang chủ kia. Hoàng Vân truyền âm nói, trong tiểu đội, thực lực của hắn là mạnh nhất. Trong hàng ngũ nhị trọng thiên thoát phàm cảnh ở nội môn cũng thuộc loại nổi bật. Thực lực xếp hàng đầu, thậm chí còn có lần khiêu chiến tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Hắn thúc giục thần binh Thanh Nguyệt Đao. Trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng cầm chân hình trang chủ, nhưng không thể chính diện đối chiến. Bên phía khác, ba người Từ Chấp, Tiêu Vẫn, Lâm Phàm lại đang đối kháng với hai vị phó trang chủ. Keng, một đao của Lâm Phàm chém lên người một phó trang chủ. Tia lửa bắn khắp nơi, nhưng lại không tạo thành thương tổn có tính thực chất cho đối phương. Ngược lại còn bị chấn lùi mấy bước. Hai người hắn và Tiêu Vẫn phải khó khăn lắm mới cản được một vị phó trang chủ. Thậm chí còn tràn ngập nguy cơ, bởi vì công kích của bọn hắn đều rất khó phá được thân thể đã trải qua thi luyện của hai tên phó trang chủ này. Từ Chấp có tu vi nhị trọng thiên, tay cầm tấn nguyệt kiếm cũng không thắng nổi một vị phó trang chủ khác. Chỉ xem như cân sức ngang tài, nguy cơ chính thức là ở phía của Hoàng Vân. Hình trang chủ mà hắn đang đối mặt, thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị móng vuốt sắc bén ẩn chứa thi độc đánh trúng. Cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Hoàng Vân chỉ cảm thấy sinh cơ trong người bị lực lượng của độc trận ăn mòn. Chân lực vận chuyển càng ngày càng không như ý, tình huống của ba người so với hắn lại càng tồi tệ hơn.
một bên vừa phải chiến đấu, một bên còn phải áp chế độc lực đang ăn mòn cơ thể. Ọc, Hoàng Vân và Hình Trang chủ đối chiến một kích, thổ huyết rút lui, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Lĩnh đội Hoàng Vân bị thương, gần như có thể đoán được cơn ác mộng tiểu đội thi hành nhiệm vụ sẽ bị diệt đoàn. Trong lòng Hoàng Vân cảm thấy đắng chát, lúc đầu, hắn còn không để nhiệm vụ này trong lòng. Mục tiêu duy nhất của hắn là đùa chết Triệu Phong và Lâm Phàm. Thế nhưng, không ngờ độ khó khăn lại nắm ngoài tưởng tượng, vượt quá cấp 3, thậm chí còn có chút tiếp cận cấp 4. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Vân không khỏi cảm thấy như bị tính kế. Có lẽ, hắn chỉ là một con cờ mà Nguyên Chí và Tiền Thần lợi dụng. Tiện tay là có thể vứt bỏ. Nếu như Triệu Phong vẫn còn, với thực lực của Phong Lôi Trưởng mà hắn tu luyện, ít nhất có thể so với nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Hơn nữa, nghe nói hắn còn là thiên tài trận pháp, trong lòng Từ Chấp cũng có chút hối hận và tiếc nuối. Hắn tham gia nhiệm vụ này vốn có ý định trả thù Triệu Phong và Lâm Phàm. Nào đoán được sẽ gặp phải kết cục như vậy. Trong lòng Lâm Phàm cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới trước khi đi, Triệu Phong đã từng nói với Hạn một câu. Nhiệm vụ lần này e rằng sẽ không quá thuận lợi, nếu như chỉ có hai người ta và sư huynh thì có lẽ sẽ nắm chắc hơn một chút. Thử nghĩ mà xem. Một tiểu đội đã dạn nứt thì làm sao có thể một lòng chấp hành nhiệm vụ? Nếu như, ngay từ đầu, toàn bộ tiểu đội đều nhất trí đoàn kết, cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ thì ít nhất cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Keng keng, trong âm thanh kim loại đối chiến, Lâm Phàm bị đánh bay xuống đất, một trong hai tên phó trang chủ nhe răng cười, ngạnh kháng công kích của Tiêu Vẫn, sau đó đánh về phía Lâm Phàm. Vù, ngay lập tức, bộ móng vuốt sắc bén của tên phó trang chủ kia liền đánh đến trước mặt Lâm Phàm. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ độc quang màu tím trên móng vuốt của đối phương. Mạng của ta xong rồi. Trong lòng Lâm Phàm thầm thở dài một hơi. Vù, một đạo tiễn quang sắc bén kèm theo kình phong lạnh thấu xương bắn tới. Chỉ trong chớp mắt đã vạch phá tơ máu màu tím nhạt ở xung quanh. Bắn tới người tên phó trang chủ. Phụt, con mắt của tên phó trang chủ liền bị mũi tên đâm thủng. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn dù sao cũng không phải là cương thi thực sự, chẳng qua là thân thể trải qua luyện chế đặc thù cho nên toàn thân mới cứng rắn như sắt. Nhưng vẫn có chỗ hiếm, ví dụ như con mắt chẳng hạn. Triệu sư đệ, Lâm Phàm nhìn về phía thân ảnh trên một cây đại thụ cách ngoài trăm trượng. Vù, thế nhưng, còn không đợi hắn kịp phản ứng thì đạo mũi tên thứ hai, kèm theo chân lực vô cùng sắc bén đã xỏ xuyên cổ họng của tên phó trang chủ đó. Bịch. Tên phó trang chủ khí tiệt bỏ mình, mắt và cổ họng là hai chỗ hiểm, bị tên nhọn ẩn chứa lực đạo đáng sợ xuyên thủng, xoắn nát cơ nhục, mạnh như Hình trang chủ cũng chấn động đến đờ người. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu niên trên ngọn cây ngoài trăm trượng. Mái tóc xanh bay phất phới giữa làn gió đêm, trong một con mắt tràn ngập lạnh lùng, vừa tà dị vừa linh động. Chương 147, ngăn cơn sóng dữ, Triệu sư đệ, Triệu Phong, tiểu đội bốn người. Thân hãm tuyệt cảnh liền lộ vẻ mừng rỡ. Triệu Phong ở trên đỉnh cây đại thụ, dù cách xa trăm trượng vẫn dùng kim lũ cung bắn ra hai mũi tên. Giết chết một vị phó trang chủ, bớt một vị phó trang chủ. Bốn người Hoàng Vân đã được giải vây thành công. Trong giây lát không lo bị uy hiếp sinh mạng. Tiểu tử, không phải ngươi đã chạy thoát rồi ư? Làm sao ngươi có thể đột phá đám thủ hạ mà ta bố trí cảnh giới? Hình trang chủ đã kịp thời phản ứng, âm trầm nhìn Triệu Phong đứng ở phía xa. Bốn người Hoàng Vân cũng lộ vẻ nghi hoặc. Lúc trước, Triệu Phong xâm nhập vào rừng cây, truy kích địch nhân, sau đó đột nhiên biến mất. Quả thực rất quỷ dị. Cảnh giới, chỉ bằng vào mấy tên gà mờ học đồ trận pháp bọn chúng hay sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay ra sau lưng lấy một cái túi rồi quăng về phía Lóc. Cóc, Lóc, Cóc, trong bao vái có ba cái đầu lâu chảy máu đầm đìa rơi ra. Còn ta, Hình trang chủ giận dữ bi phẫn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Triệu Phong, lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Mấy người Hoàng Vân khi nhìn thấy ba cái đầu người này cũng cảm thấy có chút quen mắt. Một người trong đó chính là quản gia của Hình gia trang, mà hai người còn lại chính là thiếu trang chủ. Không có ai chủ trì, cái trận pháp gà mờ dựa vào một ít nguyên tinh thạch để vận chuyển này cũng không thể duy trì được bao lâu nữa. Rất nhanh sẽ giải thể thôi. Triệu Phong vô cùng tỉnh táo, kể lại một chuyện chân thực. Thật tốt quá, đám người Hoàng Vân đều vô cùng vui mừng. Một khi trận pháp bị sụp đổ, bọn hắn cũng sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa, hoàn toàn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Triệu Phong này quá thật là thiên tài trận pháp,
chỉ tiện tay xuất thủ đã có thể ngăn cơn sóng dữ. Mấy người Tiêu vẫn liếc mắt nhìn nhau một cái, không thể không bội phục. Thì ra, trong lúc Triệu Phong biến mất, hắn đã tìm ra biện pháp, âm thầm phá hỏng Tuyệt Phong Huyễn Độc Trận, sau đó vào thời khắc mấu chốt bắn chết một tên phó trang chủ, giải thoát nguy cơ toàn đội. Có thể nói, Triệu Phong đã cứu được cả tiểu đội, cứu đám người bọn hắn một mạng. Từ Chấp và Tiêu Vẫn trước kia có chút mâu thuẫn với Triệu Phong, đột nhiên cảm thấy tâm tình phức tạp, có chút hổ thẹn. Tiểu xúc sinh, giết con của ta, hình trình ta nhất định phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Hình trang chủ bàng hoàng, giống lớn một tiếng, hóa thành một đạo bóng tối, đánh về phía Triệu Phong cách ngoài trăm trượng. Không tốt, nhanh ngăn hắn lại. Từ Chấp, Tiêu Vẫn và Lâm Phàm đều biến sắc, toàn lực ra tay ngăn cản. Đứng từ góc độ đoàn đội, Triệu Phong có thân phận là thần tiễn thủ và thiên tài trận pháp, có tác dụng rất lớn, tuyệt đối không thể để địch nhân tiếp cận. Hình trang chủ này cũng không phải bị cừu hận che mờ lý trí, mà bởi vì chính bản thân hắn cũng rất rõ điều này. Tiễn thuật của Triệu Phong thật sự đáng sợ, nếu để hắn đứng ở khoảng cách xa thì nhất định sẽ tạo thành áp chế viễn trình chí mạng. Phành phành phành, công kích của ba người Từ Chấp, Lâm Phàm, Tiêu Vẫn đều đánh lên người hình trang chủ, thế nhưng khó có thể tạo thành tổn thương mang tính thực chất. Hình trang chủ vốn là cường giả tam trọng thiên thoát phàm cảnh, lại trải qua luyện chế phương pháp thi luyện, thân thể đã vượt qua phạm trù nhân loại, lực phòng ngự thực tế vô cùng đáng sợ. Trong tiểu đội, người có thể chính thức kiềm chế hình trang chủ cũng chỉ có một mình lĩnh đội Hoàng Vân. Hoàng Vân, ngăn hắn lại, Lâm Phàm gấp giọng hô lên. Tốc độ thân pháp của Hoàng Vân đều rất cao minh, thận là tinh anh nhị trọng thiên, cộng thêm thần binh phàm cấp trong tay, thậm chí còn có thể khiêu chiến với tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Đinh, một đao của Hoàng Vân chém trúng hình trang chủ, giả vỡ bị chấn khai, chẳng những không thể ngăn trở mà còn rút lui vài chục bước. Trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, tại sao có thể làm vậy? Trên mặt Lâm Phàm tràn đầy phẫn hận nhìn về phía Hoàng Vân. Ngay cả Từ Chấp và Tiêu Vẫn cũng chợt lộ vẻ suy tư. Đắc tội với đệ tử chân truyền, có ân oán với trưởng lão trong tông môn, ngươi cũng đừng nên trách ta. Vẻ mặt của Hoàng Vân hết sức lạnh lùng, thân ở trong tông môn, hắn biết rất rõ quy luật mạnh được yếu thua, cho dù biết rõ Nguyên Chí và Tiền Thần đang lợi dụng mình, thế nhưng Hoàng Vân vẫn tình nguyện lựa chọn dựa vào cường giả. Nguyên Chí là đệ tử chân truyền, sau lưng có trưởng lão tông môn, mà Triệu Phong chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, lại không hề có bất kỳ bối cảnh nào, vĩnh viễn đứng về phía cường giả, bất kể đúng sai, đây chính là điều tâm đắc của Hoàng Vân sau khi đặt chân vào tông môn nhiều năm qua. Nếu đặt Triệu Phong và đệ tử chân truyền lên cùng một bàn cân để lựa chọn, vậy thì hắn tình nguyện trở thành quân cờ cho người ta sai khiến. Cho nên, vào thời khắc mấu chốt, Hoàng Vân cũng không toàn lực ngăn cản hình trang chủ, thậm chí còn cố ý nhường đối phương. Ha ha, Triệu Phong đứng trên đỉnh ngọn cây, nở nụ cười quỷ dị. Vụt, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó bỗng nhiên xuất hiện nhiều hư ảnh thực huyễn bất định, chợt dung nhập vào bóng đêm. Sau khi lĩnh ngộ huyễn ngư đồ, lại dùng thân pháp phàm phẩm thượng cấp làm căn cơ, thân pháp của Triệu Phong hiện nay đã đạt tới cấp độ huyền diệu nhập huyễn. Cái gì? Tâm thần hình trạng chủ khẽ chấn động, hắn không biết Triệu Phong vừa thi triển loại thân pháp nào. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh hư ảo, thật giả khó phân, hắn căn bản không biết nên đuổi theo tên nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Triệu Phong đào thoát. Đó là thân pháp gì? Mấy người trong tiểu đội đều hai mặt nhìn nhau. Tâm thần Hoàng Vân phát lạnh, hắn đã nhìn thấy ánh mắt băng lãnh và thất vọng của Triệu Phong trước khi rời đi. Tại thời khắc mấu chốt, Triệu Phong cứu vãn tính mạng của mọi người trong tiểu đội, khiến cho Tiêu Vẫn, Từ Chấp có thể tạm thời quên đi hiềm khích lúc trước, nhưng lại không thể nào dao động sát cơ của Hoàng Vân đối với hắn. Lúc này Triệu Phong biến mất, hình trang chủ đột nhiên mất đi mục tiêu, hai mắt chợt trở nên đỏ bừng, bắt đầu phát động công kích điên cuồng với bốn người Hoàng Vân. Lực lượng của Tuyệt Phong Huyễn Độc Trận trong thời gian ngắn cũng không thể sụp đổ, mà hình trang chủ lại thí mạng phản công, khiến cho mấy người Hoàng Vân liền trở tay không kịp. Triệu Phong, ngươi dám lâm trận bỏ chạy, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Mổ sẽ tấu rõ ràng lên trưởng lão, trục xuất ngươi ra khỏi tông môn. Hoàng Vân trong lúc chiến đấu, cố gắng thúc giục chân lực, đồng thời lớn tiếng uy hiếp. Sau khi giết chết một tên phó trang chủ, bốn người Hoàng Vân vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thời gian dần trôi qua, trận pháp dần sụp đổ,
bọn hẳn ít nhất đang đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, thời gian dần dần trôi qua, lực lượng bên trong Tuyệt Phong Huyễn Độc Trận vẫn không hề tiêu tán. Cơ năng thân thể của bốn người trong tiểu đội ngày càng bị độc lực tàn phá. Chân lực càng lúc càng suy yếu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lực lượng của trận pháp còn chưa tiêu tán? Hô hấp của Hoàng Vân trở nên dồn dập, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, bị hình trang chủ liên tục ép tới, khiến cho tình cảnh của hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắn là lĩnh đội, có thực lực mạnh nhất, cho nên phần lớn hỏa lực của hình trang chủ đều nhằm vào hắn. Sâu trong rừng cây, một thân ảnh thiếu niên thầm lầm bầm, thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi. Lĩnh đội Hoàng Vân đã bị thương không nhẹ, lực lượng suy kiệt, chỉ còn lại 6-7 thành chiến lực bình thường trên người, đã có vài chỗ bị thương, ba người từ chấp cũng gặp phải nguy cơ. Tuy nhiên lại không đáng lo ngại, vù vù vù, sâu trong rừng cây, ngẫu nhiên bắn ra một mũi tên, vào thời khắc mấu chốt hóa giải nguy cơ cho mấy người Lâm Phàm. Thì ra là Triệu sư đệ đang núp trong bóng tối trợ giúp chúng ta. Trên mặt Lâm Phàm liền lộ vẻ cám kích và mừng rỡ. Tiêu Vẫn và Từ Chấp cũng được trợ giúp mấy lần, biến nguy thành an, cho nên cả hai đều rất cảm kích Triệu Phong. Chỉ có Hoàng Vân là vẻ mặt tràn đầy phiền muộn, không ngừng gào thét giận dữ. Trong mấy người, chỉ có hắn là không được Triệu Phong trợ giúp. Dù hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thì Triệu Phong ở trong chỗ tối cũng không hề có ý xuất thủ giải vây. Triệu Phong, ngươi là tiểu tử vô sỉ, muốn bức chết ta sao? Lúc Hoàng Mỗ trở lại tông môn, nhất định sẽ bẩm báo ngươi tại chấp pháp đường. Hoàng Vân giận dữ hét, chấp pháp đường. Nghe thấy ba chữ này, mấy người Tiêu Vẫn liền cảm thấy tâm thần run rẩy. Trong Hiểu Nguyệt Tông chia thành một số đường, trong đó, quyền lực của chấp pháp đường là lớn nhất, nắm giữ luật pháp sinh tử, là ác mộng đối với những người vi phạm quy tắc tông môn. Hai, Hoàng Sư Huynh nói lời này là sai rồi. Triệu Mỗ cũng đang dốc hết toàn lực, nhưng chỉ có thể bảo toàn cho ba người. Cũng giống như Hoàng Sư Huynh vừa rồi không thể ngăn cản hình trang chủ đuổi giết ta vậy đó. Triệu Phong nhạt nhẽo đáp lời. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Hoàng Vân lập tức cứng lại. Vừa rồi hắn cố ý nhường hình trang chủ, không cứu viện Triệu Phong. Bây giờ đối phương cũng cố tình không cứu viện hắn. Lấy đạo của người, dùng trên thân người. Hoàng Vân á khẩu không trả lời được. Nhất thời vừa lo lắng vừa tức giận. Chỉ hận không thể bầm thây Triệu Phong thành vạn đoạn. Một mặt khác, trong lòng hình trang chủ thì lại mừng thầm. May là tiểu đội tông môn này cũng không toàn tâm hiệp lực. Bằng không thì quả thật rất khó ứng phó. Trong lúc hắn đang suy nghĩ như vậy thì đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù vù, vài đạo mũi tên chân lực lạnh lẽo vạch phá bầu trời đêm bắn thẳng về phía hình trang chủ và phó trang chủ. Phụt, chân của tên phó trang chủ kia liền bị trừng lên. Thân hình lảo đảo, trừng phải trọng kích của mấy người Tư Chấp. Uy lực tiễn thuật của Triệu Phong mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Bộ vị mà hắn bắn trừng chính là đốt xương. Vù, một mũi tên trong đó gần như xẹt qua mí mắt của hình trang chủ, dọa hắn đổ một thân mồ hôi lạnh. Tại thời khắc mấu chốt, Triệu Phong lại lần nữa phát động phản kích sắc bén ác liệt, đánh cho địch quân trở tay không kịp. Vụt, một hư ảnh biến ảo bất định từ không trung ép xuống. Phong lôi trưởng, trang chủ và phó trang chủ chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng sấm, tâm thần rung động. Ầm ầm, một trưởng phát ra tiếng gió và sấm sét, đánh lên người phó trang chủ. Tên phó trang chủ kia bị thương ở chân, hành động bất lợi, lập tức bị phong lôi trưởng đánh trúng đầu. Giác, phó trang chủ ngay cả hét thảm cũng không kịp thì đầu lâu đã bị đánh vỡ thành nhiều mảnh, tử vong tại chỗ. Lúc hắn ngã xuống đất bỏ mình, mọi người trên sân còn mơ hồ cảm thấy bên tai nổ vang tiếng sấm. Một trưởng giết chết phó trang chủ, uy năng đáng sợ kia khiến cho hình trang chủ vốn là người có tu vi cao nhất cũng phải động dung. Phụt, cùng lúc đó, tơ máu màu tím nhạt đang bao phủ xung quanh đột nhiên bong ra từng mảng. Đoàn gió cực lớn trên đỉnh đầu lập tức sụp đổ giải thề. Trận pháp phá rồi, mọi người cùng nhau liên thủ bắt giết tên trang chủ kia. Hoàng Vân khẽ thở phào một hơi, trong lòng cảm thấy phấn khởi. Cao giọng quát, tiểu đội 5 người liền cảm thấy chiến ý tăng vọt. Sau đó lao thẳng về phía hình trang chủ. Chạy, trong lòng hình trang chủ hoảng loạn, tự biết là mình không còn khả năng xoay chuyển cục diện nữa. Không có sự ước thúc của trận pháp, lực lượng của tiểu đội 5 người sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Thân là cường giả tam trọng thiên thoát phàm cảnh, tốc độ của hình trang chủ cực kỳ nhanh. Ở đây e rằng cũng chỉ có Triệu Phong và Hoàng Vân là có thể đuổi theo mà thôi. Hoàng Vân âm thầm cả kinh, không ngờ một tiểu tử nhất trọng thiên thoát phàm cảnh như Triệu Phong lại có tốc độ thân pháp sánh ngang với mình.
Phải biết rằng, thân pháp của hắn ở trong đám đệ tử nội môn cung cấp cũng thuộc loại số 1 số 2, thậm chí tiếp cận đệ tử tam trọng thiên. Vụt, khoảnh khắc thân ảnh của hình trang chủ nhoáng lên, đột nhiên biến mất khỏi sườn núi trước mặt. Mọi người khẽ giật mình, trơ mắt nhìn mục tiêu bỏ chạy càng ngày càng xa. Nơi này có trận pháp che giấu, bên trong quá nửa là nơi chứa đựng bí mật của hình trang chủ. Hoàng Vân đi tới trước sườn núi, ánh mắt lóe sáng, có vài phần phấn khởi kích động. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, đột nhiên thông suốt, trong tình báo đã nêu rõ, tu vi của hình trang chủ vốn chỉ là nhị trọng thiên thoát phàm cảnh. Cũng giống như Quảng Quân Hầu, nhiều năm qua vẫn không cách nào đột phá. Thế nhưng, hắn làm sao có thể đột phá tam trọng thiên thoát phàm cảnh trong thời gian ngắn ngủi? Lại còn tu luyện một môn công pháp đáng sợ như vậy. Ôn độc bao phủ toàn bộ sơn trang này, rốt cuộc từ đâu mà đến? Hoàng Vân phỏng đoán rằng, bí mật chắc chắn ẩn chứa trong trận pháp này, rất có thể nó là một truyền thừa tà đạo. Thậm chí bên trong còn có di chỉ thượng cổ hay là một động thiên khác. Tất cả đáp án đều bày ra trước mắt. Triệu sư đệ, chỉ cần ngươi chịu ra tay phá trận, vậy thì ta có thể phân cho ngươi 3 phần lợi ích. Hoàng Vân cố nặn ra vẻ tươi cười, truyền âm với thiếu niên độc nhãn tóc xanh ở bên cạnh. Chương 148, Xích Nguyệt Ma Quật, trong tiểu đội 5 người. Chỉ có một mình Triệu Phong là hiểu về trận pháp, thậm chí còn có danh tiếng thiên tài trận pháp trong tông vụ đường. Lúc này, đối mặt với truyền thừa tà đạo được trận pháp kia yểm hộ, ánh mắt của 4 người đều tha thiết nhìn về phía hắn. Mặc dù Hoàng Vân là lĩnh đội, nhưng lúc trước thường chèn ép lừa gạt Triệu Phong, tình cảnh ngươi chết ta sống, bây giờ lại đổi thành một khuôn mặt nịnh nọt tươi cười. Nếu như cầu viện tông môn, vậy thì sẽ không chiếm được chỗ tốt trong thuyền thừa tà đạo. Trong lòng Hoàng Vân cũng có tính toán của riêng mình, bây giờ chỉ có cách lợi dụng Triệu Phong để phá trận. Sau đó tiến vào khu vực truyền thừa tà đạo, thứ nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai là sẽ có cơ hội lấy được chỗ tốt trong truyền thừa. Về phần lợi ích mà vừa rồi đã hứa, Hoàng Vân chỉ âm thầm cười lạnh, lần này hắn lĩnh đội chấp hành nhiệm vụ, mục đích thực sự chính là dồn Triệu Phong vào chỗ chết. Nếu như trong khi xâm nhập truyền thừa, có thể thuận tiện giết chết Triệu Phong, vậy thì đó quá thật là một tiễn trúng 3 con chim. Triệu Phong đứng trên dốc núi, nheo mắt lại, cũng không lên tiếng. Triệu sư đệ, nghe nói ngươi là thiên tài trận pháp ở trong tông vụ đường, không biết có thể phá vỡ trận pháp này không? Hoàng Vân nở nụ cười tươi rói, trong lời nói tràn ngập sự lấy lòng. Mấy người từ chấp đều nhìn về phía Triệu Phong với ánh mắt mong chờ. Đừng có lôi kéo làm quen với ta. Thanh âm của Triệu Phong hết sức lạnh lùng, giống như đang cảnh tình, khiến cho sắc mặt Hoàng Vân biến đổi, lúc xanh lúc đỏ. Thế nhưng dưới kỳ ngộ và lợi ích trước mắt, hắn cũng không thể phát tác. Hoàng sư huynh, Triệu sư đệ đang phá trận, chúng ta đừng quấy rầy hắn. Từ chấp nhìn vẻ mặt chuyên chú của Triệu Phong liền kéo Hoàng Vân qua một bên. Trọng lòng Hoàng Vân có chút phiền muộn, lửa giận mơ hồ thiêu đốt, đành phải theo lời từ chấp mà xuống thang. Triệu Phong đứng trước mặt sườn núi, trên mặt hiện lên một tia trào phúng, căn bản không để trong lòng lợi ích mà Hoàng Vân đem ra dụ dỗ. Nhìn trận pháp đang được che giấu trước mắt, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một đường cong. Tại phương diện tạo nghệ trận pháp, Triệu Phong hiển nhiên cao minh hơn học đồ bình thường rất nhiều. Thế nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định với trận pháp sư có uy tín lâu năm. Nếu như muốn Triệu Phong bố trí vài cái trận pháp, cho dù thúc ngựa thì hắn cũng không đuổi kịp những lão trận pháp sư khác. Thế nhưng, nếu chỉ xét ở phương diện phá trận, vậy thì Triệu Phong lại có lòng tin rất lớn. Nhờ vào mắt trái thần bí, ngay cả một vài trận pháp thâm ảo khổng lồ trong tông môn cũng bị hắn nhìn qua một lượt là có thể thấy hết. Ví dụ như quy nguyên trận của Đầm Thiên Diệp, Triệu Phong vẫn có thể tìm ra một vài sơ hở trong đó. Ngay cả trận pháp cường đại bố trí bên trong lũ không lâu, truyền thừa đã lâu, vẫn bị Triệu Phong tìm ra lỗ hổng, sau đó thu được một vài môn công pháp phàm phẩm thượng cấp. Chẳng qua, bây giờ Triệu Phong cũng không thể biểu hiện quá dễ dàng được. Ảo trận ở đây, chỉ e đã có từ rất lâu rồi. Quá thật bất thường, Triệu Phong ra vẻ trầm ngâm, nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt chuyên tâm, chú ý nhìn về phía trước. Mấy người Hoàng Vân ở sau lưng hắn cũng không dám thở mạnh một cái, sợ rằng sẽ quấy rầy hắn. Thật lâu sau, Triệu Phong kéo bịt mắt xuống, chỉ để lộ một kẽ hở nhỏ, sau đó lấy ra kim lũ cung, cách không bắn ra mấy mũi tên, kim tiễn phát ra âm thanh sắc nhọn, kèm theo chân lực cường đại, đâm về phía huyễn trận trước mặt. Thế nhưng, sau khi mũi tên biến mất,
ảo trận ở trước mặt lại không hề biến hóa. Triệu sư đệ, rốt cuộc có làm được không? Hoàng Vân có chút lo lắng. Triệu Phong không để ý đến hắn, lạnh lùng đứng yên tại chỗ. Đợi một lát sau, chỗ sườn núi phía trước đột nhiên xuất hiện một trận lắc lư quỷ dị. Oành, giữa không trung, vòng ánh sáng bảo vệ màu xích huyết ở sườn núi trước mắt đột nhiên biến mất trong hư không. Trong bụi bặm cuồn cuộn, xuất hiện một cái miệng quật. Đất đá bên trong động quật có màu đỏ hết sức quỷ dị, khí tức âm trầm, khiến người khác cảm thấy tâm thần bất an. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa động quật, sắc mặt hưng phấn, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Phá trận thành công rồi. Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, sau đó đột nhiên nói: Hoàng sư huynh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ lại muốn sư đệ nhất trọng thiên thoát phàm cảnh này thay ngươi xông trận? Khuôn mặt Hoàng Vân khẽ đỏ lên, có chút do dự nói: Không biết trong động quật còn có trận pháp cơ quan nào không? Ha ha, tên hình trang chủ kia vốn chỉ là nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, vô tình lọt vào lỗ hổng của trận pháp cho nên mới có thể bình yên tiến vào động quật, nhận được kỳ ngộ truyền thừa. Chẳng lẽ sư huynh không có lòng tin với bản thân? Triệu Phong nhẹ nhàng cười. Hoàng Vân này xảo trá âm tàn, thế nhưng lại nhát như chuột. Nếu sư huynh đã không dám, vậy thì để ta lên trước đi. Vẻ mặt Từ Chấp tràn ngập mong đợi, bộ dạng dục dịch muốn thử. Chậm đã, để ta đi. Hoàng Vân mỉm cười tự tin, sau đó dẫn đầu xông trận, xâm nhập vào trong động quật. Đám người Tiêu vẫn đều kinh ngạc, không ngờ Hoàng Vân này lại trở mặt nhanh như vậy. Triệu Phong cười thầm, Hoàng Vân này rõ ràng là lo lắng kỳ ngộ sẽ bị đám người Từ Chấp nhanh chân giành trước, bởi vì tu vi của Từ Chấp cũng tiếp cận với hắn. Đồng thời, Hoàng Vân cũng không xem nhẹ Triệu Phong, tên thiếu niên nhất trọng thiên này có lẽ càng đáng sợ hơn. Dù sao thì người tu luyện phong lôi trưởng đều không có ai là người bình thường. Đoạn phía trước của động quật hơi hẹp, chỉ có thể dung nạp một người đi vào. Đi được hơn 10 trượng thì con đường phía trước đã dần rộng hơn. Triệu Phong cũng chú ý tới một vài chi tiết. Động quật này rõ ràng có dấu vết con người mở ra. Càng xâm nhập vào sâu trong động quật, một luồng khí tức huyết tinh âm lãnh càng phát ra rõ ràng hơn. Luồng khí tức kia khiến trái tim của Hoàng Vân đập nhanh hơn. Âm thầm mừng rỡ, phỏng đoán không sai, quả nhiên trong động quật có truyền thừa tà đạo. Chỉ có Triệu Phong là nhíu mày, mắt trái của hắn đột nhiên nhảy lên nhanh hơn, tâm thần hơi có chút bất an. Dựa theo phân tích của hắn, xác suất trong động quật có truyền thừa tà đạo là rất lớn. Thế nhưng cũng có một loại khả năng khác, sau khi xâm nhập hơn trăm trượng, vách đá bên trong động quật đã gần như biến thành màu xích huyết. Từ Chấp nhìn về phía trước, đột nhiên kinh hô một tiếng. Phía trước động quật đột nhiên rộng mở sáng sủa, hiện ra một quảng trường do đá tảng màu xích huyết cấu tạo thành. Trên quảng trường có một tòa thạch điêu huyết sắc cao tới 10 trượng, phát ra khí tức năm tháng xa xưa. Tòa thạch điêu huyết sắc này khắc hình một chư thiên ma đầu lạnh lùng bễ nghễ, đầu tóc đỏ rực, giữa mi tâm có một vòng xích nguyệt, hai con ngươi cũng lập lòe ánh sáng màu đỏ, thân thể cao lớn như ma thần. Sau lưng ma đầu này có một đôi huyết rực rộng đến vài chục trường, có khí thế che khuất bầu trời. Đối mặt với pho tượng xích nguyệt ma đầu, tâm thần Triệu Phong khẽ động, nghĩ đến mái tóc xanh và đồng tử màu xanh của mình. Không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác cộng minh. Lúc năm người đối mặt với tòa thạch điêu huyết sắc, trong tâm linh đột nhiên sinh ra rung động mãnh liệt, thậm chí còn có cảm giác muốn phủ phục triều bái. Chẳng lẽ đây là... Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào xích nguyệt ma đầu, sắc mặt hoảng sợ, vô cùng kinh hãi. Triệu Phong rõ ràng nhìn thấy lỗ chân lông khắp toàn thân Tiêu vẫn đang đổ mồ hôi lạnh ào ào. Xích Nguyệt Ma Giáo, Hoàng Vân thốt ra một chữ, thanh âm run rẩy, cũng không biết là đang sợ hãi hay hưng phấn. Xích Nguyệt Ma Giáo, trong lòng Triệu Phong chấn động, bỗng nhiên nhớ lại một vài tin tức liên quan ở trong đầu. Mấy trăm năm trước, trên đại lục Thanh Hoa, từng xuất hiện một thế lực siêu cấp khổng lồ, gọi là Xích Nguyệt Ma Giáo. Giáo chủ của Xích Nguyệt Ma Giáo vốn là một bí ẩn. Nghe nói hắn đã từng đạt được một truyền thừa nào đó của viễn cổ, chiếm được kỳ ngộ, tu thành ma công cái thế, một thân đại năng thần thông bao trùm vô số cường giả trên đại lục. Xích Nguyệt giáo chủ sáng lập ma giáo, nhất thời trở nên huy hoàng. Tại thời điểm đó, trên đại lục gần như không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Đừng nói là tông môn như Hiểu Nguyệt Tông, cho dù là hàng loạt tông môn siêu cấp của Bắc Đại Lục ở trước mặt đại quân ma giáo cũng không hề có sức phản kháng. Lúc ma giáo đạt tới đỉnh điểm cường thịnh đã gần như quét ngang đại lục. Khi đó,
toàn bộ thế lực tông môn trên đại lục đều gặp phải nguy cơ rất lớn. Sau đó 10 đại tông môn liên thủ lại, tạo thành một liên minh, thống lĩnh thế lực của toàn bộ đại lục mới có thể miễn cưỡng tiêu diệt Xích Nguyệt Ma Giáo. Về phần Xích Nguyệt Giáo chủ, cuối cùng còn sống hay đã chết thì vẫn là một bí ẩn. Có người nói rằng, Xích Nguyệt Giáo chủ đã vẫn lạc, nhưng vẫn có người nói hắn bị phong ấn ở một nơi cấm kỵ nào đó. Còn có người nói hắn đã đoạt xá trọng sinh, chờ đợi cơ hội trong tương lai có thể đông sơn tái khởi. Tóm lại, Xích Nguyệt Ma Giáo là một cấm kỵ của đại lục này, là công địch của tất cả tông môn và toàn thể nhân loại. Chỉ thiếu chút nữa thì nó đã chính thức thống nhất đại lục. Đây chính là chuyện mà vạn năm qua chưa từng phát sinh. Lúc này, đột nhiên biết được bí quật này có liên hệ với Xích Nguyệt Ma Giáo. Mấy người ở đây liền cảm thấy không rét mà run, giống như bước vào quỷ môn quan. Đây có lẽ là một cứ điểm nhỏ mà ngày xưa Xích Nguyệt Ma Giáo đã lưu lại. Ma Giáo bị diệt sạch, ở đây có lẽ đã không còn dư nghiệt Ma Giáo nữa. Bằng không thì hình trang chủ cũng khó mà toàn thân trở ra. Hoàng Vân hít sâu một hơi, miễn cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại. Năm người thoáng thương nghị một chút, sau đó quyết định xâm nhập vào trong. Dù sao thì hình trang chủ vẫn có thể toàn thân trở ra khỏi cứ điểm này, lại còn chiếm được kỳ ngộ. Có thể thấy được trong bí quật này có lẽ không còn gì uy hiếp nữa. Nói cách khác, nếu như nơi này có dư nghiệt của Ma Giáo, cho dù là một tiểu lâu la thì mấy người ở đây cũng không thể chống đỡ được. Bước vào quảng trường, phía trước đột nhiên xuất hiện ba con đường màu máu. Trong ba huyết đạo này, đường chính giữa là lớn nhất. Huyệt đạo ở giữa có dấu chân, có lẽ hình trang chủ đã vào đó. Chúng ta mau nghĩ cách giết hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng lo nghĩ những chuyện khác nữa. Từ chấp vừa đề nghị liền nhận được sự tán thành của mọi người. Năm người trực tiếp đi thẳng vào trong huyết đạo ở giữa. Càng xâm nhập vào sâu bên trong, mùi huyết tinh bên trong càng lúc càng rõ ràng. Đám người Hoàng Vân liền cảm thấy căng thẳng, cảnh giác dò xét khắp bốn phía. Cuối cùng cũng đi tới điểm cuối của huyết đạo. Phía trước xuất hiện một vách đá huyết sắc, bên dưới có một cái huyết trì gần như khô cạn. Bên trong huyết trì có một thi thể huyết sắc đang lặng lẽ nằm yên bên trong. Toàn thân bộ thi thể hiện động những đường vân màu bạc. Xung quanh còn có rất nhiều thứ lộn xộn. Đại nhân, không ngờ bọn hắn đã xông vào rồi. Điều này làm sao có thể? Hình trang chủ ngồi bên cạnh huyết trì, hoảng sợ thất sắc nhìn qua tiểu đội 5 người. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng tiểu đội 5 người kia lại có thể thông qua trận pháp xâm nhập vào cứ điểm tạm thời mà Xích Nguyệt Ma Giáo lưu lại. Đại nhân, chẳng lẽ ở đây còn có người thứ hai? Trái tim của 5 người Triệu Phong đột nhiên đập thình thịch một cái. Nếu như trong động quật này thực sự có dư nghiệt của Xích Nguyệt Ma Giáo, bọn hắn quả thật không có sức phản kháng. Theo ánh mắt của hình trang chủ, lực chú ý của tiểu đội 5 người cũng dừng lại trên huyết thi ngân văn kia. Ồ ồ, một ít huyết dịch, hoặc có thể nói là máu tươi còn sót lại bên trong huyết trì, phát ra từng trận rung động nhỏ. Tâm thần Triệu Phong đột nhiên nhảy dựng. Trong khoảnh khắc tiếp đó, một luồng khí tức huyết tinh khủng bố nhiếp hồn và áp bách tinh thần vô hình tràn ra, gần như khiến người khác phải thổ huyết. Bịch bịch, Tiêu Vẫn và Lâm Phàm đều không chịu được loại áp bách này, liền trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Huyết dịch màu xanh trong cơ thể Triệu Phong cũng có chút rung động, kháng cự lại luồng áp bách huyết mạch linh hồn này. Tiểu bối vô tri, xâm nhập vào di chỉ của Ma Giáo, quấy dày bổn tọa tĩnh tu. Hôm nay vừa vặn đem các ngươi huyết tế, khôi phục thương thế ngày xưa. Thanh âm xâm lãnh vô cùng kinh dị, vang vọng khắp thạch quật. Huyết thi ngân văn bên trong huyết chi chậm rãi đứng lên, trong hai tròng mắt lộ ra một luồng Xích Nguyệt huyết quang kinh hồn. Không thể nào tưởng tượng được, một bộ huyết thi đã chết từ lâu vẫn có thể còn sống mà đứng lên. Đám người Hoàng Vân ở trong áp bách sợ hãi vô tận, toàn thân không ngừng run rẩy. Huyết thi ngân văn chậm rãi đứng dậy từ trong huyết chi khô cạn, giống như người chết sống lại. Kèm theo đó là một luồng thi khí âm lãnh đáng sợ, uy áp tinh thần vô hình tràn ngập khắp xung quanh vách đá của huyết trì. Oành oành, toàn bộ vách núi huyết sắc và động quật đều phảng phất như đang lắc lư trước lực lượng tà đạo kinh thiên, cảm giác như địa chấn vậy. Đám người Hoàng Vân lâm vào sợ hãi vô tận, hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt, ngay cả ý niệm chống cự cũng không có. Đại nhân tha mạng, Hoàng Vân là người đầu tiên bị sợ hãi cực độ dọa cho chảy nước tiểu. Phịch một tiếng, chủ động quỳ trên mặt đất. Hoàng Vân, người thân là lĩnh đội, vậy mà lại sợ chết, thần phục dư nghiệt của Ma Giáo. Bốn người từ chấp liền cảm thấy sỉ nhục, trái tim trở nên lạnh lẽo. Với tư cách là lĩnh đội,
vậy mà lại đầu hàng địch nhân. Sự gắn kết giữa tiểu đội lập tức sụp đổ. Dưới sự mắng chửi của mấy người, Hoàng Vân vẫn làm như không nghe thấy. Quỳ trên mặt đất, cầu xin Huyết Thi Ngân Văn tha mạng, vĩnh viễn đứng về phía cường giả. Đây chính là chân lý để Hoàng Vân có thể sinh tồn trong tông môn. Không có con đường lựa chọn thứ hai. Đối với uy danh của Xích Nguyệt Ma Giáo vào mấy trăm năm trước, Hoàng Vân cũng từng nghe qua. Trong Ma Giáo, cho dù là một tiểu lâu la cũng đủ để diệt sạch đám đệ tử bình thường trong tiểu tông môn như bọn hắn rồi. Huống chi, uy lực và khí thế của Huyết Thi Ngân Văn trước mặt cường đại như vậy, còn dám tự xưng là bổn tỏa, tuyệt đối không phải là lâu la trong Ma Giáo, chỉ e cũng là nhân vật cao tầng của Ma Giáo. Ma Giáo ngày nữa, bất kỳ một cao tầng nào cũng đều là ma đầu cự phách chấn nhiếp một phương, có thể dễ dàng tiêu diệt một tông phải như Hiểu Nguyệt Tông. Ha ha ha, đám tiểu bối kia, vị đại nhân này chính là Huyết Cương Đà Hộ Pháp, một trong 108 đà của Xích Nguyệt Ma Giáo. Các ngươi nhanh thúc thủ chịu trói, như vậy có lẽ vẫn còn một con đường sống. Trên mặt hình trang chủ đầy vẻ dữ tợn đắc ý từ trong góc xuất hiện. Hoàng Vân bái kiến hộ pháp đại nhân, xin nguyện làm chó ngựa cho đại nhân sai khiến. Trên mặt Hoàng Vân lộ vẻ vui mừng, cuống quýt dập đầu, biểu đạt sự trung tâm. Nghe đồn, Xích Nguyệt Ma Giáo có 12 đường, 108 phân đà, thế lực vô biên, thẩm thấu khắp mọi nơi, gần như thống cả đại lục. Trong 108 phân đà, bất kỳ thế lực của phân đà nào cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt liên minh Hoành Vân Thập Tam Tông. Cho dù có thêm vào thế lực của hai đại cường quốc thì cũng không cách nào địch nổi. Bởi vậy có thể thấy được một phân đà của Xích Nguyệt Ma Giáo có lực lượng đáng sợ như thế nào. Mà Huyết Thi Ngân Văn trước mắt, không ngờ lại chính là hộ pháp của Huyết Cương phân đà. Địa vị gần ngang với đà chủ, từ đó có thể thấy được thân phận của hắn. Nếu đặt ở mấy trăm năm trước, cho dù là tông chủ của Hiểu Nguyệt Tông thì e rằng cũng phải cung kính với hắn. Nên làm gì bây giờ? Trong lòng Từ Chấp cảm thấy bối rối, vô thức nhìn về phía Triệu Phong ở bên cạnh. Hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi ý kiến của thiếu niên độc nhãn tóc xanh này. Từ khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đến nay, đầu óc tỉnh táo và khả năng khống chế cục diện của Triệu Phong vẫn khiến mọi người phải bội phục. Chính nhờ có hắn mà tiểu đội mới có thể sống sót đến ngày hôm nay, thậm chí là xâm nhập vào Xích Nguyệt Ma Quật. Trong 5 người ở đây, cũng chỉ có Triệu Phong là có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Trong không gian của mắt trái, vực sâu màu xanh phát ra một luồng khí tức lặng lẽ xa xưa, dung hợp với huyết dịch màu xanh nhạt trong cơ thể, hóa giải áp bách tinh thần bên ngoài thành vô hình. Vụt, Triệu Phong đột nhiên khẽ vươn tay, đập lên bả vai của Lâm Phàm ở bên cạnh. Tâm thần Lâm Phàm chấn động, chỉ cảm thấy một luồng chân lực linh giật sắc bén, khơi thông khí huyết bị đè nén của mình. Tâm thần run rẩy cũng dần thả lỏng, hắn lộ ra một tia cảm kích, miễn cưỡng đứng lên, ngăn cản áp bách tinh thần này. Từ vực sâu vô tận đi ra, Lâm Phàm liền cảm thấy mình đã chiến thắng sợ hãi nội tâm, vượt qua tâm ma của bản thân. Bắt đầu, Từ Chấp bắt trước làm theo, đưa tay vỗ lên người Tiêu Vẫn một cái, sau đó cũng từ trên mặt đất đứng dậy. Tiêu Vẫn và Lâm Phàm thành công đứng lên, đối mặt với Huyết Thi Ngân Văn ở trong huyết trì khô cạn, vẫn có cảm giác thở không nổi. Tuy nhiên, tiểu đội của 5 người cuối cùng cũng khôi phục một phần chiến lực, chỉ còn lại người lĩnh đội là Hoàng Vân là vẫn phủ phục trên mặt đất, không dám đứng dậy. Mấy tên tiểu bối các ngươi, còn không mau thần phục hộ pháp đại nhân, chẳng lẽ các ngươi đều chán sống rồi? Hình trang chủ thấy mấy người đứng lên, kinh hãi giống lớn. A, Huyết Thi Ngân Văn há miệng, thanh âm có chút nặng nề trầm thấp, khiến mọi người kinh hãi tới lạnh mình. Trong 5 người các ngươi, chỉ có 2 người có thể toàn mạng, trở thành nô bộc của bổn tỏa, những người còn lại đều phải trở thành vật hy sinh bị huyết tế. Âm thanh lạnh lẽo trầm thấp của Huyết Thi Ngân Văn vang vọng khắp bốn phía vách đá. Sắc mặt của tiểu đội 5 người lập tức biến đổi, đặc biệt là Hoàng Vân, trong mắt hắn thoáng hiện một tia sát cơ, âm thầm thúc giục chân lực. Ha ha, Hoàng Vân lĩnh đội, cho dù ngươi giết chết 3 người trong chúng ta, cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 người, e rằng cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị huyết tế. Thanh âm trào phúng của Triệu Phong vang lên, thân hình Hoàng Vân đang quỳ trên mặt đất không khỏi cứng đờ. Không biết là bởi vì đã bị Triệu Phong nhìn thấu động cơ hay là tâm thần đang dao động nữa. Đúng vậy, ma đầu này chỉ muốn chia rẽ thực lực của chúng ta mà thôi. Mọi người đứng mắc lừa, Lâm Phàm hô lớn một tiếng. Trước tình cảnh nguy cơ sinh tử, chỉ có Triệu Phong là vẫn còn tỉnh táo, không bị lời nói của Huyết Thi Ngân Văn ảnh hưởng. Bổn tọa vừa thức tỉnh không lâu,
vừa vặn thiếu khuyết người. Các ngươi lại dám nghi ngờ lời nói của ta? Chẳng lẽ nghĩ rằng ta không dám giết sạch các ngươi? Thanh âm của Huyết Thi Ngân Văn càng trở nên lạnh lẽo như băng, lộ ra sát cơ chí mạng. Thể xác và tinh thần của mọi người đều rét lạnh, không hề hoài nghi thực lực và sát ý của Huyết Thi Ngân Vân chút nào. Dao động trong lòng Hoàng Vân rất nhanh đã được ổn định. Thầm nghĩ, nếu như thần phục thì có lẽ vẫn còn một đường hy vọng. Nếu như phản kháng, vậy thì thật sự hết hy vọng. Hộ Pháp đại nhân, nếu ngươi thật sự có năng lực, tại sao không phất tay bắt gọn hay diệt sát chúng ta? Cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, đột nhiên nói lời này vừa nói ra. Bầu không khí ở đây lập tức cứng lại. Từ Chấp, Lâm Phàm, Tiêu vẫn đều là người cơ linh. Sau khi nghe Triệu Phong nhắc nhở, lập tức hiểu ra, không phải nghi ngờ. Huyết Thi Ngân Văn lúc này nhất định đang suy yếu. Nếu không cũng sẽ không cần huyết tế để khôi phục thương thế. Nếu như Huyết Thi Ngân Văn nắm giữ lực lượng tuyệt đối, hoàn toàn có thể phất tay một cái để diệt sát hoặc bắt giữ mấy người. Sau đó dùng phương pháp huyết tế để khôi phục thương thế. Người, Huyết Thi Ngân Văn khẽ giật mình, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Nói, ngươi cho rằng ta không có năng lực làm vậy? Vừa mới nói xong lời này, khí tức tinh thần huyết tinh âm lãnh liền ập tới. Cuồng phong gào thét, phảng phất núi đá dao động lắc lư. Ha ha, chỉ là uy hiếp trên phương diện tinh thần mà thôi. Hộ Pháp đại nhân, chẳng lẽ ngươi chỉ có cái vỏ ngoài, còn thân thể thì đã không còn bao nhiêu lực lượng nữa? Ánh mắt của Triệu Phong rất lợi hại, vẫn thản nhiên nói, sau khi đột phá thoát phàm cảnh, mắt trái đã phát sinh dị biến, nắm giữ một loại lực lượng không rõ ở phương diện tinh thần. Huyết Thi Ngân Văn kia chính thức phát động tinh thần uy hiếp, chẳng qua mạnh hơn thất trọng thiên thoát phàm cảnh một chút. Triệu Phong lập tức nhạy cảm phát hiện đối phương đang suy yếu. Vừa rồi uy thế đáng sợ của Huyết Thi Ngân Văn giống như khiến núi đá lắc lư. Tình cảnh kinh thiên động địa, dường như cũng chỉ là vận dụng tinh thần ảo thuật mà thôi. Chỉ tiếc rằng Triệu Phong có mắt trái thần bí, dường như có được khả năng miễn dịch với một vài loại ảo thuật và ảo trận. Nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, làm sao có thể? Huyết Thi Ngân Văn không thể tin nổi, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên một tia bối rối. Vốn theo kế hoạch của hắn, dùng tinh thần uy hiếp đe dọa một phen, đủ dọa mất sạch chiến lực của mấy người. Sau đó lại lợi dụng lời nói phân hóa, chỉ chừa lại hai người còn sống để bọn họ tự giết lẫn nhau. Cuối cùng bản thân làm ngư ông hưởng lợi. Thế nhưng Huyết Thi Ngân Văn lại hoàn toàn không ngờ đến việc xuất hiện một dị số như Triệu Phong. Ha ha ha, thì ra tên này chỉ có cái vỏ ngoài mà thôi. Từ Chấp cười lớn một tiếng, mấy người lập tức thở phào một hơi, chợt tỉnh ngộ. Bọn họ có thể trở thành đệ tử nội môn, cũng không phải là loại ngu xuẩn, thậm chí còn rất thông minh. Thế nhưng cũng chỉ có Triệu Phong ở trong loại tuyệt cảnh như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo. Bây giờ có thể xác định được một điều, đó là Huyết Thi Ngân Văn vừa thức tỉnh không lâu, thân bị thương nặng, lực lượng rất có hạn, ít nhất thì hắn cũng không có thực lực mang tính áp đảo. Bởi vậy, đội 5 người bọn họ vẫn còn hy vọng phản kháng, ngoại trừ Hoàng Vân là vẫn kinh nghi bất định và do dự ra. 4 người còn lại, trên thân đều dâng tràn chiến ý, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Triệu Phong lộ vẻ vui mừng, khẽ thở phào một hơi, chỉ bằng vào lực lượng của một mình hắn, e rằng không thể nào chống lại Huyết Thi Ngân Văn và Hình Trang Chủ. Thế nhưng nếu như có thể ngưng tụ lực lượng của tiểu đội, vậy thì phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu bối vô tri, các ngươi đã từ bỏ cơ hội cuối cùng, vậy bổn tọa sẽ diệt tuyệt các ngươi. Hai trong mắt của Huyết Thi Ngân Văn đột nhiên chớp động ánh sáng xích huyết lạnh lẽo. Toàn thân dao động một tầng thi khí máu tử huyết, trong hư không cũng ngưng kết một luồng áp bách kinh hồn động phách. Thân hình Huyết Thi Ngân Văn nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía tiểu đội 5 người, mà Hình Trang Chủ cũng theo sát phía sau hắn. Soạt, Hoàng Vân sợ hãi, lăn trên mặt đất một vòng lăn tới bên cạnh tiểu đội, ý đồ hợp sức với 4 người còn lại. Thế nhưng hắn đã đánh giá sai tốc độ và thực lực Huyết Thi Ngân Văn. Bởi vì đối phương còn mạnh hơn Hình Trang Chủ nhiều, đã tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Vù, móng vuốt sắc bén màu bạc của Huyết Thi Ngân Văn xẹt qua vai Hoàng Vân. A, Hoàng Vân kêu thảm một tiếng, một cánh tay rơi xuống, đồng thời một luồng thi độc âm lãnh có tính ăn mòn cũng xâm nhập vào cơ thể. Cứu ta, Hoàng Vân gào lớn một tiếng, nhìn đám người Triệu Phong cầu cứu. 4 người hít một hơi khí lạnh, không nghĩ rằng lúc Huyết Thi Ngân Văn đang suy yếu mà vẫn còn thực lực đáng sợ như vậy. Ta đi cứu Hoàng Vân, kiềm chế Huyết Thi,
Các ngươi hãy nghĩ biện pháp tiêu diệt Hình Trang chủ. Triệu Phong kéo ra Kim Lũ Cung, sau đó truyền âm với ba người. Ba người từ chấp liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó đánh về phía Hình Trang chủ. Phát động công kích tuyệt mạng sách lược của Triệu Phong cũng không khó đoán ra. Trước hết tập trung hỏa lực tiêu diệt Hình Trang chủ, sau đó sẽ cùng nhau quần ẩu huyết thi. Thế nhưng trước đó, cần phải có người chế trụ huyết thi có thực lực mạnh nhất. Đó chính là điểm mấu chốt. Thế nhưng Triệu Phong thật sự có thể chế trụ được huyết thi sao? Vù 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 vù, vài mũi tên nhọn màu vàng kèm theo chân lực chấn động mãnh liệt, bắn về phía huyết thi ngân văn như thiểm điện. Đinh đinh đinh, mũi tên màu vàng lệ bất hư phát, bắn trúng huyết thi ngân văn. Tia lửa bắn ra khắp nơi. Huyết thi ngân văn chỉ hơi bị ngăn trở một chút, nhưng mấy mũi tên kia ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá nổi. Tâm thần Triệu Phong thoáng run rẩy. Lúc lực lượng của huyết thi ngân văn ở trạng thái đỉnh phong tuyệt đối rất khổng lồ. Mặc dù giờ phút này cực kỳ suy yếu, thế nhưng vẫn vô cùng cường đại. Cơ bản có xem nhẹ công kích từ chân linh cảnh trở xuống. Cứu ta, Hoàng Vân mất đi một cánh tay, lại mượn công kích của Triệu Phong yểm hộ, liền tránh thoát khỏi huyết thi ngân văn. Hoàng Vân, nếu ngươi một lòng chạy trốn thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không bằng hãy liên thủ với ta. Triệu Phong liên tục kéo động Kim Lũ Cung truyền âm với Hoàng Vân. Hoàng Vân dù sao cũng là tinh anh nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, lại có cả thần binh phàm cấp, có thể khiêu chiến tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Nếu như phối hợp với Triệu Phong có lẽ vẫn có thể cầm chân đối phương một lúc. Nhưng Hoàng Vân từ lúc bị công kích của huyết thi ngân văn uy hiếp đã bị dọa tới vỡ mặt. Nào dám liều mạng, lập tức điên cuồng chạy về phía động quật. Vụt, ánh sáng màu tử huyết lóe lên. Thân thể Hoàng Vân liền bị huyết thi ngân văn xé thành hai nửa. Tiếng hét thảm đột nhiên im bặt. Trong lòng Triệu Phong phát lạnh, thầm than, Hoàng Vân này quả nhiên không đáng tin cậy. Triệu Phong vốn cũng không để tâm đến việc sống chết của Hoàng Vân. Chẳng qua người này quá thật khiến hắn quá thất vọng, ngay cả dũng khí liều chết đánh cực một lần cũng không có. Nếu không, chỉ cần kéo dài một lát thì Hình Trang chủ đã bị ba người lâm phàm giết chết. Sau đó mọi người lại quần công huyết thi, phần thắng có ít nhất 6 thành. Thật sự ứng với một câu nói, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lúc này chỉ còn lại một mình Triệu Phong phải đối mặt với huyết thi ngân văn. Đến lượt ngươi ngay thôi. Huyết thi ngân văn đứng trong vũng máu, liếm liếm môi, nở nụ cười dữ tợn. Bên ngoài thân thể lưu động một tầng huyết quang quỷ dị, tạo thành một vòng tuần hoàn cùng với huyết dịch dưới chân. Phía cuối động quật, ba người Tư Chấp, Tiêu Vẫn, Lâm Phàm đang bức Hình Trang chủ đến tuyệt cảnh. Lúc Hình Trang chủ còn ở rừng cây đã bị mọi người vây công khiến trọng thương. Bây giờ lại bị ba người điên cuồng vây công, liên tục trọng thương, đã là nó mạnh hết đà. Đột nhiên, ba người Tư Chấp nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Hoàng Vân. Vừa liếc mắt nhìn liền thấy Hoàng Vân đã bị chia thành hai mảnh thi thể, ngã trong vũng máu. Mấy người lập tức cảm thấy trong lòng phát lạnh. Không tốt, Triệu sư đệ, Lâm Phàm không khỏi lo lắng cho Triệu Phong. Nhưng bên phía ba người cũng đang vào thời khắc mấu chốt, tùy thời đều có thể giết chết Hình Trang chủ. Hình Trang chủ bị bức vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng vẫn giữ chặt không buông, ngạnh kháng công kích của ba người. Lâm Phàm biết rõ, nếu vẫn tiếp tục kéo dài thời gian thì Triệu Phong sẽ bị hộ pháp đại nhân giết chết. Lúc đó thế cục chắc chắn sẽ thay đổi. Người thực sự gặp phải nguy cơ mấu chốt vẫn là Triệu Phong. Một mình đối mặt với huyết thi ngân văn, Triệu Phong liệu có thể ngăn cản được một chiêu nửa thức hay không? Khạc khạc khạc, huyết thi ngân văn đứng trong vũng máu, tiếng cười âm trầm kinh hồn vang vọng khắp bốn phía. Triệu Phong vẫn bất động, kéo Kim Lũ Cung ra, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi thực hiện hay sao? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên kéo động Kim Lũ Cung trên tay, hiện ra một luồng chân lực sắc bén lấp lánh, độ sắc bén vượt xa những cấp độ trước đây. Đây chính là chân lực của Thiên Phong Thần Quyết. Vù vù vù, ba mũi kim tiễn lóe lên ánh sáng màu xanh, tạo thành một hình tam giác, đâm về phía huyết thi ngân văn như thiểm điện. Một mũi tên trong đó có tốc độ càng nhanh hơn, bỗng nhiên đâm về phía mắt của huyết thi ngân văn. Huyết thi ngân văn lại càng hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại. Đinh đinh đinh, ba mũi tên cực kỳ bé nhọn ác liệt đâm trúng huyết thi ngân văn. Tia lửa văng đầy trời, huyết thi ngân văn không chút thương tổn nào. Việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của Triệu Phong. Tiểu tử đáng hận, huyết thi ngân văn kinh sợ, thân hình rút lui vài bước. Thì ra, mục đích thực sự của Triệu Phong chính là hai mũi tên còn lại lần lượt đâm trúng khớp xương đầu gối của huyết thi ngân văn.
Hai mũi tên này ẩn chứa uy lực đặc biệt sắc bén, có thể uy hiếp được tam trọng thiên thoát phàm cảnh, khiến cho huyết thí Ngân Văn phải tạm thời rút lui. Bởi vậy, huyết thí Ngân Văn đã đi ra khỏi vũng máu thi thể của Hoàng Vân. Huyết quang đang tuần hoàn lưu chuyển trên người huyết thí Ngân Văn bỗng nhiên biến mất, phương pháp huyết tế đã bị Triệu Phong làm gián đoạn. Thì ra, huyết thí Ngân Văn vẫn đứng yên tại chỗ. Mục đích thật sự là dùng bí thuật đặc thù để hấp thu máu huyết trong thi thể Hoàng Vân lưu lại, chữa trị thương thế, khôi phục càng nhiều thực lực. Nếu đổi lại là người bình thường, máu của bọn hắn không hề có tác dụng gì với huyết thí Ngân Văn. Thế nhưng, Hoàng Vân chính là võ giả nhị trọng thiên thoát phàm cảnh đinh phong. Đã trải qua một lần lột xác khi thoát phàm, máu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng không hề đơn giản. Chân lực của Thiên Phong Thần Quyết quả nhiên không tầm thường. Triệu Phong thầm nghĩ, lại kéo động Kim Lũ Cung, phát động công kích sắc bén ác liệt với huyết thí Ngân Văn. Đinh đinh đinh, huyết thí Ngân Văn ngạnh kháng toàn bộ công kích, sau đó nhanh chóng đánh về phía Triệu Phong. Vù, Triệu Phong nhanh chóng thu hồi Kim Lũ Cung, thân hình huyễn hóa thành mấy đạo tàn ảnh, tản ra khắp nhiều phương hướng. Tiểu bối vô tri, huyết thí Ngân Văn bật cười trào phúng, nhìn chuẩn chân thân của Triệu Phong, sau đó truy kích theo. Trong lòng Triệu Phong thoáng run sợ, rất nhanh đã biết, mặc dù huyết thí Ngân Văn mất đi lực lượng, nhưng trình độ cảnh giới vẫn còn, không thể nào bị thân pháp của mình mê hoặc được. Vù, vài đạo huyễn biến hư ảnh biến mất, chân thân của Triệu Phong hiện động ánh sáng xanh trong suốt. Tiếng gió vang lên, tốc độ bỗng nhiên tăng thêm một cấp, huyết thí Ngân Văn bổ hụt một trường, đánh nát đá tảng, từng viên đá nhỏ ào ào rớt xuống. Tốc độ của Triệu Phong tăng lên tới trình độ đáng sợ. Thân pháp linh hoạt như cá, huyễn biến nhiều góc độ, toàn lực thúc giục Thiên Phong Thần Quyết. Dưới tác dụng kỳ dị của chân lực, thân pháp và tốc độ của hắn đã đạt tới một trình độ mới. Huống chi, thân pháp khinh công của Triệu Phong là tham khảo thân pháp phàm phẩm thượng cấp, dùng huyễn ngư đồ làm hạch tâm áo nghĩa mà thi triển. Nhất thời, tốc độ thân pháp của Triệu Phong đã có thể sánh ngang với tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Huyết thí Ngân Văn mấy lần công kích đều thất bại, gào thét phát ra uy áp tinh thần cường đại, thậm chí tạo thành ảnh hưởng ảo thuật. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù đã ngoài tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, không cách nào may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc hắn lại gặp phải Triệu Phong, gần như có thể tránh được loại ảnh hưởng ảo thuật tinh thần này. Hộ pháp đại nhân, xem ra ngươi thức tỉnh còn chưa lâu. Thân thể có chút cứng ngắc, mặc dù phòng ngự thân thể rất mạnh, nhưng lực lượng trong cơ thể khẳng định không phải là vô hạn. Trong lúc thân hình Triệu Phong huyễn động, chợt thản nhiên cười, dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần hình trang chủ bị ba người từ chấp diệt sát, sau đó mọi người lại vây công, nhất định có thể làm đối phương hao tổn tới chết. Đã không làm được gì ngươi, vậy thì ta sẽ giết chết ba kẻ kia trước. Trong mắt huyết thí Ngân Văn hiện lên một tia xảo trá âm hiểm, đột nhiên đánh về phía ba người tư chấp. Không tốt, thần sắc Triệu Phong đại biến. Địch nhân mà hắn đang phải đối mặt dù sao vẫn là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, ngày xưa còn là nhân vật tầng trung của Xích Nguyệt Ma Giáo, há có thể dễ dàng đối phó. Ngay lập tức, huyết thí Ngân Văn phát ra uy áp tinh thần ngập trời, vách đá bốn phía chợt lắc dư dao động, sau đó lao thẳng về phía tư chấp. Ba người tư chấp cảm thấy tâm thản run rẩy, hình trang chủ đang rơi vào tuyệt cảnh, đột nhiên bắt được một đường sinh cơ, mạnh mẽ thúc giục chân lực, hóa thành một đạo thân ảnh huyết sắc, chạy về phía động quật. Triệu Phong chỉ có hai lựa chọn. Một, chặn giết hình trang chủ. Hai, nghĩ cách cứu viện ba người lâm phàm. Trong lúc ý niệm xoay chuyển, Triệu Phong đã làm ra lựa chọn thứ hai. Thân hình vừa nhoáng lên, lập tức đuổi theo huyết thí Ngân Văn. Phong lôi trường, tiếng lôi minh nổ vang rít gào, bao phủ cả một khu vực, khiến tâm thần của ba người từ chấp chấn động thoát ly khỏi ảnh hưởng ảo giác do uy áp tinh thần tạo thành. Phành phành, Triệu Phong và huyết thí Ngân Văn đối chiến một kích. Sau khi tiếng lôi chấn nổ vang lên, thân hình hai người bỗng nhiên tách ra. Thân hình Triệu Phong bay thẳng ra ngoài, bàn tay tê dại, gần như muốn thổ huyết tại chỗ. Lực lượng và công kích của huyết thí Ngân Văn quá thật khiến người khác sợ hãi. Uy năng đã tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, lôi chi lực quá yếu ớt. Huyết thí Ngân Văn đứng yên tại chỗ, ngừng mắt nhìn một trận thiểm điện màu đen nho nhỏ quấn quanh bàn tay, rất nhanh bị huyết quang tràn ra bao phủ. Triệu Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dưới sự thúc giục chân lực của Thiên Phong Thần Quyết, phong lôi trưởng có thể bộc phát một lực lượng vô cùng đáng sợ. Bởi dù sao trụ cột của phong lôi trưởng cũng là lực lượng và ý cảnh của phong, mà Thiên Phong Thần Quyết
không phải nghi ngờ chính là thứ nổi bật trong đó, trực tiếp bao gồm ý cảnh của ba thức đầu trong Tứ Phong Thức và Huyền Phong Trường. Triệu sư đệ, bốn người chúng ta hãy liên thủ đánh chết kẻ này đi. Từ Chấp huy động Tấn Nguyệt kiếm trong tay, từ phía sau giáp công Huyết Thi Ngân Văn, Triệu Phong thúc dục Phong Lôi Trường, chính diện đánh với Huyết Thi Ngân Văn. Thực lực của Lâm Phàm và Tiêu vẫn tương đối yếu kém, cho nên ở bên cạnh kìm chế, cũng không dám đến quá gần. Mấy con sâu cái kiến cũng vọng tưởng đánh chết bổn tỏa. Huyết Thi Ngân Văn không giận mà cười, móng vuốt sắc bén vung lên, một mảnh ánh sáng từ huyết giống như từng đạo móc câu sắc bén xuyên thủng khu vực vài chục trượng xung quanh. Phành 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 phành, dưới sự vây công của bốn người, Huyết Thi Ngân Văn vẫn thong dong đối mặt, thậm chí còn chiếm thượng phong. Vù vù vù, đao kiếm của Lâm Phàm và Tiêu vẫn đánh lên người đối phương, lập tức rạn nứt, thậm chí xuất hiện lỗ thủng. Chỉ có thần binh phàm cấp của Từ Chấp là vẫn hoàn hảo không hao tổn gì. Thế nhưng mấy lần đối chiến với Huyết Thi Ngân Văn, thần binh trong tay hắn cũng suýt nữa bị đánh rời khỏi tay. Ọc, sau một phen đối chiến, Từ Chấp đột nhiên thổ huyết trọng thương, Triệu Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu, tạng phủ và kinh mạch đều thụ thương nhẹ. Có được kết quả như vậy cũng là nhờ có Ngân Bích Quyết bảo vệ. Công kích của hắn dù mạnh, thậm chí có thể uy hiếp tam trọng thoát phàm cảnh, Phong Lôi Trưởng còn có thể mơ hồ khắc chế đối phương, thế nhưng vẫn không đủ sức chính diện ngạnh kháng Huyết Thi Ngân Văn. Lúc này, ngoại trừ Triệu Phong ra, ba người còn lại đều đã bị thương không nhẹ. Sau mấy lần giao phong, Huyết Thi Ngân Văn đã dần phát hiện, Triệu Phong thực sự rất quỷ dị và khó chơi. Tất cả các phương diện đều khắc chế mình, vì vậy hắn dứt khoát chuyển rời hỏa lực lên trên thân ba người Từ Chấp. Keng, rắc rắc, trường đao của Lâm Phàm bị Huyết Thi Ngân Văn đánh gãy, thổ huyết bay ra ngoài. Tiêu vẫn cũng bị một đạo ánh sáng từ huyết quét qua, thân thể bay ra ngoài, trên vai xuất hiện một rãnh máu dài hơn cả thước. Chiến lực chân chính của hai người này có thể so với nhị trọng thoát phàm cảnh, thế nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay. Sắc mặt Triệu Phong lập tức trở nên ngưng trọng, hôm nay muốn chiến thắng Huyết Thi Ngân Văn thì quả thực vô cùng khó khăn, bởi vì ba người Từ Chấp không có khả năng giống như hắn. Ở phương diện công kích, tốc độ, thân pháp và phòng ngự đều đạt tới cấp bậc cực cao, thậm chí còn có thể miễn dịch ảnh hưởng uy hiếp tinh thần của Huyết Thi Ngân Văn. Toàn bộ các ngươi lui lại, ta sẽ cầm chân hắn. Triệu Phong liền dứt khoát làm ra quyết định. Triệu sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Ba người Lâm Phàm kéo theo một thân mệt mỏi, rút ra khỏi bên ngoài động quật. Bọn hắn cũng biết rằng chỉ có Triệu Phong mới có thể kiềm chế được Huyết Thi Ngân Văn đôi chút. Nhóm người của mình chỉ có thể làm vướng tay vướng chân hắn mà thôi. Phong Lôi Trưởng, Liệt Phong Thức. Lúc ba người Lâm Phàm lui lại, Triệu Phong đột nhiên phát động công kích mạnh nhất, phòng ngừa Huyết Thi Ngân Văn tiếp tục truy kích. Nào ngờ Huyết Thi Ngân Văn cũng không ngăn trở, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười tà. Chậm rồi, hôm nay các ngươi đều phải lưu lại đây. Triệu Phong khẽ giật mình, phát giác có gì đó không đúng bịch. Vừa chạy ra được hơn 10 trượng thì toàn thân Tiêu vẫn đã đông cứng, vô lực té nhào trên mặt đất. Tiêu sư đệ, Từ Chấp và Lâm Phàm nâng Tiêu vẫn dậy, chỉ phát hiện trên mi tâm của hắn xuất hiện một đường cong màu tím đen. Toàn thân huyết nhục có chút cứng ngắc. Tất cả các ngươi đều đã trúng thi độc của ta, cho dù bổn tọa không ra tay thì các ngươi cũng sẽ chết hết. Huyết Thi Ngân Văn cười tà một tiếng, cũng không hề ra tay. Ngay sau đó, đến lượt thân thể Lâm Phàm lạnh cứng, ngã xuống mặt đất, thân thể Từ Chấp lung lay muốn đổ, chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu liếc nhìn Triệu Phong, sau đó cũng ngã xuống đất. Thi độc, chúng ta trúng thi độc từ lúc nào? Trong lòng Triệu Phong thầm lạnh lẽo, hắn cũng cảm nhận được trong khí huyết trầm ổn của mình có một luồng lực lượng âm hàn quỷ dị đang ngưng kết khí huyết, sau đó lan tràn tới tạng phủ. Thi độc này của bổn tọa có thể khiến cho khí huyết của địch nhân trong lúc chiến đấu sôi trào, sau đó luồng lực lượng này sẽ nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, trong vòng 3 ngày sẽ biến thành hoạt tử nhân. Huyết Thi Ngân Văn liếm liếm đầu lưỡi, nở nụ cười u ám. Hoạt tử nhân, Triệu Phong không khỏi dùng mình một cái, hiển nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì. Lúc này, ba người Từ Chấp đã nhắm mắt hôn mê. Có lẽ trải qua một phen chiến đấu luân phiên, bọn họ đã quá mức mệt mỏi. Cũng có lẽ thi độc đang uy hiếp tính mạng của bọn họ. Ồ, ngươi chỉ là một tiểu tử nhất trọng thiên thoát phàm cảnh, thế nhưng năng lực kháng thi độc dường như còn mạnh hơn bọn hắn. Huyết Thi Ngân Văn nói với vẻ ngạc nhiên ngoài dự liệu. Triệu Phong vẫn hoàn hảo đứng yên tại chỗ, không chút tổn hao.
Hết chương 150 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.